Vì sao ngày nay chúng ta trân quý ngày sa bát và lễ vượt qua? Đó là bởi trong đó chứa được ý nghĩa trở lại cùng Đức Chúa Trời. Khi giữ lễ vượt qua thì có nghĩa là chúng ta đã trở lại cùng Đức Chúa Trời. Đó là lý do vua Ezechia đã sai các trạm gửi thư đến khắp nước Israel và mọi thành trong xứ Giuđa. Những người trở lại cùng Đức Chúa Trời đã vui vẻ tiếp nhận và giữ lấy vượt qua một cách thiêng liêng. Nhưng còn những người đã không trở lại thì sao? Chúng ta hãy chuyển sang câu 10 để xem họ đã có thái độ như thế nào. Như sự ký trong 30 câu 10. Các trạm đi thành này qua thành kia trong khắp xứ Ephraim, Manasseh và cho đến đất Sabulon. Xong người ta phản ứng như thế nào? Chê cười, nhạo báng chúng. Khi thông điệp hãy trở lại cùng Đức Chúa Trời được truyền đi, người ta đã chê cười, nhạo báng các trạm. Chẳng phải điều này có nghĩa là họ sẽ không trở lại cùng Đức Chúa Trời sao? Kết cục của họ là gì? Mọi việc họ làm đã trở nên thịnh vượng trăng đất nước của họ đã trở nên cường thịnh trăng. Họ đã bị hủy diệt mà không sót một ai. Khi xem xét lịch sử đã qua, chúng ta có thể nhận ra ngay rằng kết quả được ghi lại trong nhì sử ký chương 30 đang được áp dụng y nguyên một cách đáng ngạc nhiên vào ngày nay. Mọi thông điệp của tin lành mà chúng ta giao truyền đều là thông điệp của Đức Chúa Trời. Hãy suy ngẫm về vua Ezechia và các trạm. Chẳng phải họ đang truyền đạt ý muốn của vua hay sao? Vào thời đại này cũng vậy, Đức Chúa Trời dặn dò cả nhân loại trở lại cùng Ngài để Ngài có thể dẫn dắt họ đến sự cứu rỗi. Mọi người có lẽ sẽ hỏi rằng chúng tôi có thể trở lại bằng cách nào? Những người giữ lễ vượt qua và giữ luật pháp, luật lệ và phép đạo của Đức Chúa Trời là những người đã trở lại cùng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang cho chúng ta biết như vậy. Hãy xem lời trong Malachi chương 3 câu 7 từ những ngày tổ phụ các ngươi các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta họ đã xây bỏ điều gì xây bỏ luật lệ của đức chúa trời chẳng phải có nghĩa là từ bỏ đức chúa trời sao các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ nên họ phải làm gì hãy trở lại cùng ta thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi đức diều và vạn quân phán vậy nhân loại phải trở lại cùng đức chúa trời cả nhân loại không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với hậu quả không thể tránh khỏi là đến trên trái đất là thành ẩn náu phần linh hồn nhà tù của linh hồn như vậy mọi sự trên trái đất này đều chỉ là chốc lát và thoáng qua chứ không kéo dài mãi mãi chẳng phải kinh thánh có lời rằng nhân sinh như giọt xương đọng trên cỏ sao giống như giọt xương đọng lại trên ngọn cỏ sẽ tan biến ngay khi mặt trời mọc cuộc đời chúng ta sẽ kết thúc trong chớp mắt Cuộc đời của chúng ta thoáng qua như vậy đó, rất nhanh chóng và ngắn ngủi. Vậy nên Đức Chúa Trời phán rằng, hãy trở về thế giới vốn lẽ của chúng ta, chúng ta phải trở về thế giới đó. Nếu muốn trở về nơi đó, chúng ta phải leo lên chiếc thang được gọi là luật lệ và mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ngươi phải giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Những người vẫn có cảm giác phần linh hồn sẽ được mở tai đối với lời này. Dù sống ở bất cứ nơi đâu, Đức Chúa Trời cũng cho họ được mở tai để tiếp nhận tin tức thế này. Thông qua ngày Sa-bát, hết thảy tấm lòng chúng ta phải trở lại cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta gọi hành động hướng tấm lòng trở về với Đức Chúa Trời là gì? Đó được gọi là sự ăn năn. Vì vậy, vào 2000 năm trước, khi Đức Chúa Giêsu bắt đầu truyền đạo, Ngài đã phán rằng: "Các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần." Ngài đã tuyên bố thông điệp này trước rồi mới bắt đầu giao giảng tin lành. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong ví dụ mà Đức Chúa Trời ban cho về đứa con hoang đàng, khi người con hoang đàng đi đến đất nước xa xôi lại trở về với cha, thì niềm hạnh phúc đã được ban cho anh ta kể từ lúc đó. Ở đất nước xa xôi, anh ta không thể được ăn ngay cả vỏ đậu của heo ăn. Nếu nhìn vào những điều được biểu hiện trong ví dụ này, Chẳng phải chúng ta có thể xác minh sự khác biệt rõ ràng giữa hoàn cảnh hiện tại của chúng ta với nước thiên đàng hay sao? Không có điều gì khác mà người con hoang đảng đã làm tốt, duy chỉ là suy nghĩ, lòng quyết tâm và quyết định trở về cùng cha mà thôi. Tôi mong rằng thông điệp này sẽ được truyền đến toàn thể nhân loại và tôi xin kết thúc lời giảng hôm nay. Xin cảm ơn.